quý vị và các bạn, cảnh tượng nhốn nháo tại khu vực ngoài cổng trường mỗi giờ tan học không còn quá xa lạ đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là vào giờ cao điểm buổi trưa và buổi chiều hàng ngày. Cảnh tượng học sinh kéo thành hàng, hiên ngang băng qua đường, các loại phương tiện của các bậc phụ huynh đến đón con đậu tràn lan trên vỉa hè và dưới lòng đường. Việc chở quá số người cho phép diễn ra ngang nhiên, gây ùn tắc giao thông cục bộ trên nhiều tuyến đường, khiến cho bức tranh giao thông giờ cao điểm của thành phố Đà Lạt trở nên hỗn loạn, mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn tai nạn giao thông có thể xảy ra. Đây là khung cảnh giờ tan trường tại khu vực ngã ba đoạn Xuân An - Trần Phú, phường 3 thành phố Đà Lạt. Giao thông hỗn loạn, ùn ứ. Tình trạng phụ huynh chở ba ngang nhiên. Ô tô xe máy dừng đổ ngổn ngang, tràn ra hết vỉa hè và lòng đường. Để làm sao đón học sinh một cách nhanh và thuận tiện nhất. Xảy ra tình trạng này là do trên một đoạn đường ngắn thì có đến 4 điểm trường đóng chân và giờ tan trường cùng lúc. Các điểm trường đều không có bãi đậu xe cho phụ huynh đưa đón học sinh. Vì vậy, tình trạng hỗn loạn giao thông ở đoạn đường này diễn ra hàng ngày. Ở đây thì cứ mỗi một lần đi đón con thì nó rất là ách tắc giao thông. Bởi vì nó có hai cái trường ở đây thì nó hai cái trường, một khi mà hai cái trường nó ra đều nhau thì nó rất chi là lộn xộn. Nói chung là rất là lộn xộn. Nếu mà không có giao thông mà làm công tác ở đây hàng ngày và mỗi lần tan tầm thì rất chi là khó khăn. Tôi đâu có dám đi vô trong đó đâu. Đi vô trong nó rất là nó kẹt xe cho nên tôi phải đứng đây. Cái cơ sở vật chất trường nó không có chỗ bãi đậu, không có chỗ ấy, cho phụ huynh đứng đón. Mà chỗ đây này tập trung hai ba trường đó thì không có chỗ đứng thì đấy, như thấy đứng hết cả nên vỉa hè. Không kể những ngày nắng, vào những ngày mưa càng thêm nhếch nhác. Tình trạng ùn tắc giao thông lại ngày càng nghiêm trọng hơn. Vào ngày mưa, hầu hết các gia đình có xe ô tô đều đón con bằng phương tiện này. Do đó, hàng dãy xe ô tô đầu dài trước các trường học lại càng khiến tình trạng ách tắc cục bộ càng trầm trọng hơn, đe dọa tới tính mạng người đi đường cũng như của chính các em học sinh. Nó rất là kẹt, xe Honda cũng kẹt mà xe lớn cũng kẹt. Từ vì hai trường nó cùng dồn vô một lúc đó, là trường mầm non với lại trường thanh niên thạch nó cùng một lúc ra đó. Thành ra là mỗi lần đón cháu thì cũng vất vả. Ùn tắc diễn ra khá phổ biến vào giờ tan trường ở hầu hết các điểm trường trong nội đô Đà Lạt. Tuy nhiên, hỗn loạn nhất là ở khu vực ngã ba Xuân An, ngã tư Chi Lăng và điểm trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân thành phố Đà Lạt. Nguyên nhân là do các tuyến đường trong khu vực nội thành đều hẹp, các trường không có vị trí đổ xe, việc điều chỉnh giờ vào học và tan học của một số trường không hợp lý. Thêm vào đó, ý thức tham gia giao thông chưa tốt của nhiều bậc phụ huynh cũng là một nguyên nhân khiến cho khu vực cổng trường thêm lộn xộn vào mỗi giờ tan trường. Việc đảm bảo này là phải có cái sự vào cuộc của các cái ban ngành. Thứ nhất là cái sở giáo dục cũng như phòng giáo dục phải chỉ đạo các cái trường học phải bố trí cái bãi đậu xe trong sân trường cho phụ huynh đưa đón con em đến trường theo cái quy định của Hội đồng Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Thứ hai nữa, các cái bậc phụ huynh khi đưa đón con em, thứ nhất là có cái ý thức đỗ xe đúng quy định, thứ nhất là không có đậu trên dưới lòng đường để đảm bảo cho các phương tiện tham gia được thuận. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng sẽ xử lý nghiêm đối với các cái cháu học sinh mà chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Để giảm thiểu tình trạng nhốn nháo, hỗn loạn giờ tan trường thì đòi hỏi các cấp các ngành của thành phố Đà Lạt cần nghiên cứu áp dụng nhiều biện pháp chế tài cụ thể nhằm hạn chế tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông trước cổng trường trong giờ cao điểm. Song cần phải khả thi và được thực hiện triệt để. Bên cạnh đó, các em học sinh và bậc phụ huynh cũng cần nâng cao ý thức và văn hóa tham gia giao thông. Có như vậy mới dần giảm thiểu được tình trạng lộn xộn, ùn tắc tại các cổng trường vào giờ cao điểm, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông xảy ra tại các khu vực này. Còn đây là buổi chiếu phim cho người lao động của Công ty Môi trường Đô thị Hà Nội.
Do bận rộn với công việc nên những phút giây giải trí như thế này là rất hiếm hoi và trở nên đáng quý đối với mọi người.